cái đào chắc như là lúc bây giờ nó làm ba chỗ ngoài chỗ muốn đi qua cái chuyện này cái này cái đó là một vài cái chuyện bây giờ chuyên cầu nước cần chú ý bây giờ là đánh nước qua ví dụ qua cái one minute cái two minute đào cả
phần cho nó nhiều lên. Ủa còn mà nó nổi trên mấy cái đó của mình nó nhiều lên chứ kìa. Bài của mình của má con
Ben de bu günler, ben bu günler. Şimdi ne yapıyorum? Ben de bu günler.